Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 19 tới câu 31. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai lần Chúa hiện ra được Thánh Gioan ghi nhận có cùng một cách thế. Lần thứ nhất, ngay khi hiện ra, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Có gì trên tay và trên cạnh sườn mà Chúa cho xem? Nơi ấy, dấu thập giá không bị phai nhòa. Trên đôi cánh tay, trên cạnh sườn, còn nguyên dấu tích của những cây đinh, của lưỡi đồng đâm thâu qua. Chỉ sau khi xem tay và cạnh sườn bị thương tích, các môn đệ mới hết nghi ngờ, mới cảm thấy vui mừng vì xem thấy Chúa. Như vậy, dấu của thập giá là bảo đảm cho đức tin của các môn đệ. Tôma cho dấu dõng dạc tuyên bố: "Nếu tôi chưa xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh của Chúa, nếu tôi chưa thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người, tôi không tin." Nhưng khi đối diện với dấu thập giá còn in sâu trên thân thể của Đấng Phục Sinh, Thánh Tôma đã phải cúi đầu tuyên xưng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Một lần nữa, Thánh Gioan lại cho thấy lòng thương xót của Chúa không bao giờ cạn kiệt. Lòng thương xót được biểu tỏ qua những thương tích in đậm trên thân thể Chúa, cho dẫu thân thể đó đã được thần hóa, không bao giờ bị hư hoại. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta như luôn đối diện với nhiều vết thương được hình thành từ những đau thương của cuộc đời. Chẳng hạn, gia đình đang sum họp, bỗng dưng người vợ hay người chồng phản bội, rẽ sang hướng khác. Gia đình đang sung túc, bỗng dưng người thân ra đi vĩnh viễn, mà người thân đó có khi là cột trụ của đời sống, của kinh tế gia đình. Mất mát thật to, nỗi buồn càng lớn, hoặc là hy vọng đang ngời sáng phía trước
bỗng dưng bóng tối phủ vây cuộc đời bởi những thất bại trong công việc làm ăn, trong tình yêu, trong dự tính đời mình, vân vân. Những lúc bi đát đến cùng cực ấy, chúng ta hãy nhìn lên những thương tích trên thân thể Chúa, hãy để cho những vết thương đau của mình hòa lẫn vào vết thương đau của Chúa. Từ đó, chúng ta sẽ nhận được niềm an ủi, vì Chúa luôn ban cho chúng ta lòng thương xót của Chúa. Người sẽ hàn gắn những thương tích của ta, để mỗi người chỉ còn thấy vết thương trên thân thể của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.